Nha, dạ vâng, xin lỗi của mình. Hôm nay là mình đi về quê để về tới gia rồi nha anh em. Bây giờ là mình làm clip để anh em xem món cua mình làm món gì. Hôm nay thấy anh em bắt đặc chiến lợi phẩm là bắt hai con cua là quá to cho anh em. Con cua này là chắc sống phải là cả năm trời rồi á. Hơn một năm á, quá to phải không? Quá vĩ đại. Chẳng được rồi. Đó. Chào anh em nha, đây nãy giờ là tôi quay phim nên không có mặt đó. Hôm nay là anh em ra bắt được hai con cua được quá khủng khiếp không? Hầu giờ anh em thấy cua là to vô. Đấy, nhìn cái cây này. Thấy chưa? Đó, thấy cái cây là nó quá khủng khiếp. Con cua này là hai con này là hơn 1 kg nha anh em. Chứ không phải là đơn giản như vậy. Con cua này mà nó cắn một cái là bảo đảm là nó thành Chờ đánh là chưa thả. Nó không vẻ là nó nghiếm chết luôn đó. Đấy, anh em mình bắt đầu giờ chỉ nghiên cứu món hấp. Mua hấp nha anh em. Đó, rồi. Là thả đi. Thả lên cạn không? Thả đi là anh chạy đâu có nấu đâu. Đó, đây là bắt đầu không? Bắt từ trong đêm chưa? Dưới nước là bắt cho lên đây là thả chạy tăng tăng luôn á. Đó. Đấy. Đổ nước ra chứ nhìn như là vô chứ. Ai càng cũng kiếp không? Đây nha anh em. Đây là giờ từ hôm nay là mình sẽ thực hiện cái món dừa này, dừa sim. Dừa sim dừa ấy này. Đấy. Rồi. Đó giờ mình chơi. Chơi đó, đây là con cua giờ chim nha anh em. Sao? Đó, mình dùng một trái giờ chim này. Chọc mạnh ra luôn. Mấy cái lỗ gì nhỏ nhỏ, chọc một cọng. Đó chưa? Được, cái món này là nhức nhối nha anh em. Cua đây luộc như dừa chim ấy. Đó, chỉ rồi ấy. Đó chưa? Đó, lấy còn. Đó, đây mình chơi gai cái nha anh em. Đấy, viên gai cái luôn cho nó ngon. Rồi. Anh em mà đeo giờ mình dễ bắt lên nha anh em. Đó, mình bỏ thêm tí muối nữa. Rồi giờ mình đúc củi rồi, châm củi đi. Đâu, xong chưa, châm củi vô. Đây nha anh em, đồ mới nãy giờ đã trải qua một quá trình luộc rồi đó. Giờ chuẩn bị chín rồi đó, chung mình vớt cái đồ rồi. Rồi đây, đây là vớt cua nha anh em. Rồi. Đây quay mà cái sọc đang vớt cua nè. À, đây anh em, chụp là cũng một thời là mưa làm gió trên mạng xã hội nha anh em. Đấy à, tên chính thức là Phan Văn Hồi mà tự là cua sông giống như tự không minh hiểu hả. Đó rồi, đi mưa gió chứ nếu bảo này sụp mất tiêu nghe anh em. Nói chung là cuộc sống nó bôn bê nên sụp mất thời gian trên mạng xã hội á. Quán một bóng một thời gian đi để trở lại không? Đấy, anh sụp để trở lại và lời hài hơn xưa này đấy. Đó, ngô. Chào đi anh. Đấy, bị cua đấy, đè nào. Nóng quá anh em ơi. Nóng quá, nóng. Tại vì cua mới luộc ấy, nóng. Nóng quá anh em ơi. Thôi nóng nha anh em. Không cảm. Thử thách mở máy em này là thử thách thử cái can trước. Thử nó sao? Mình anh em chắc cái mấy không còn. Ấy là anh em ưu tiên cho sục thử trước, thử nó cảm nhận cái can. Thử can can nó sao? Đây này. Mày mở bị cái van nó có thịt cho mày dứt luôn nha anh em. Dứt đi. Đầu đưa cho muối cho sục. Đây. Vậy mày chấm muối nha em. Đấy, chấm muối rồi, chấm muối đi. Nhưng mà cái đây có muối chanh thì ngon, nhưng mà giờ không có, mình chấm muối nha mày. Có chanh kìa.
đưa cho chân ra à. Được. Ờ, đây này em. Mày mày anh em em. Ờ mà anh em ơi. Mà anh em cùng thưởng thức nha. Vậy xin chân nhận vô cho chú. Sao sao? Nói chung là cô ấy có một chút hương vị là dừa, nó thấm dừa vô anh em à. Ừ. Nhưng mà cái thịt nó rất là dai. Đưa tôi làm cho ra này quay. Dạ, ngon á. Để phải kèn cái à. Ờ, để vậy. Đó, thì nhấc nhấc đắt. Má con cua này, quá đẻ cho anh em. Con cua này em, con mình mới đẹp vào cái một thịt thịt này anh em. Kèn trong kèn thịt này. Thịt đàm kèn nữa nha anh em. Đó. Đó. Quá đẻ cho anh em. Tôi chưa ăn mà tôi thấy tôi đã xem rồi. Xem tôi quay phim mà tôi xem rồi đó. Xem là chạy nước miếng rồi. Ờ, chạy nước miếng. Ờ, chưa kịp ăn đã xem rồi. Xem, trong xong thêm rồi à. Ồ, ăn đêm mà tốt mà không bắt mới về. Ờ. Không về chết luôn ạ. Ồ. Đấy à, anh em nào cứ liên hệ chụp nha anh em. Nếu mà anh em mà ví dụ mà mình có mua cua ghẹ thì liên hệ mà nha. Ờ, liên hệ đào liên hệ ra chụp nhanh. Đấy, à, giới thiệu đây chúng là à, chúc mừng mình comment Facebook. Mình dưới comment mình dưới. Ờ, ờ đấy. Ăn đi, chấm ăn đi. Đây. Thông báo nè nha, ở dưới Đa Ngư là có ngạp to nha, còn ở trên thành phố là có cuộc sụp nha. Đấy. Là một thời gây bão, hồi xưa mà ngạp tôn mới đĩa là sụp là nổi tiếng đâu. Là mưa làm gió trên mạng rồi đâu. Và bây giờ tôn nó vượt mặt không? Ừ, anh em mày lấy lại phong độ rồi không? Vượt mặt ngạp tôn cho đỡ, ngạp tôn nó lấy phong độ á. Đâu, đây mà anh em nha. À, mà anh em nha. Anh em chúc anh sau đây. Đấy, anh em ở Phú Yên ủng hộ cho anh Sọc nha. Rồi mày ăn nha, anh em. Ăn đi, ăn đi, đó. Rồi, tao bình. Chứa cái dĩa quay cho. Ồ, thâu chứ. Ngon quá. Ngon quá đẹp. Nhưng mà rất là ngon anh em ơi. Ờ, rất ngon. Không có dễ trẻ được. Ờ, đưa cho bình. Quá ngon à. Tao bình đi. Bảo, đưa tao bình ăn đi. Bình, khô xuống nồi. Ăn bình. Rồi, đó là bình nha anh em. Ăn bình đây là cũng một thời quang bóng á. Cái cây. Rồi, thử bình. Cái đó. Đấy, giờ bên thử nha anh em. Tôi cũng mong tao lượt thử lắm mà. Thử con kìa, thử cái lại. Thử cái con đó. Đấy. Ô, chua lượt ở đây mà đó, kéo đó, xuống. Bỏ lên đấy, bỏ vô lúc. Ờ, bình bình đang thử cái ăn cua cá nha anh em. Nãy ăn sọc thử cua đực chứ, bình cua cá. Mẹ, tôi thấy bình là chấp chấp tôi thèm quá. Ngon ấy, ngon ấy. Ờ, chắc hơn không đúng con cá chắc hơn ạ. À. Chắc biết sao cô đực yếu không trời, anh dứt quá hay không dứt quá rồi là anh sớm phải không còn cô đực to giờ cái chân anh rồi cái chân đó ăn ngon bên y bài bạn ờ đó hay nhức nát thằng bình đây biết câu là y bài ngon mà vậy là quá ngon đâu đó, đây giờ tới anh giống nha anh em anh giống chị thường thức anh giống đây là đấy để sao mua sao mua vậy nó sao giống ngon nhức nách ngon như nách à ý là béo à không. Đúng rồi nó có cái tật dừa rất là béo dừa rất là béo dừa là thấm vô nha anh em dừa là thấm vô nó thấm vô ấy mình cái chất cái dừa với cái cái nó thấm vô không cái tạo hương vị nó rất là ngon phải không rất là ngon rất ồ đồ một con cua cá nha anh em cô thịt nè đồ mới thấy thịt tôi thấy thịt mà tôi cũng thèm luôn mà làm chút à đấy làm miếng cho anh giống anh xem bé. Trời ơi, giờ thời gian. Quá ngon. Vào cho. Ok. Rồi dưới đây. Rồi. Thì được. Giờ mình sẽ tắt cái con cua thử nó sao anh em, mình tắt con nhỏ chút. Con cua cái này là ngon nè. Con cá thì ngon. Lên chút. Con cua cái là ngồi lưa lên chút. Ồ, không quyên gặp luôn không? Đó nha anh em. Cái miếng đây là quá trời quá đất, quyên một cây gạch này không? Đây là con cua cá nha anh em. Cái cua cá này. Đây là con cua cá này, gặt gặt nhiều lắm anh em ạ. Quá lẻ anh em ơi. Nó đang thay vỏ này, mới thay vỏ này, rất là ngon nha anh em. Đấy, tôi lột ra từng miếng nha anh em xem. Thông cảm em mình đi giọng nó khan nha. Cảm mà cùng ráng ngon cho anh em. Làm video cho mấy anh em xem. Hy sinh vì sự nghiệp luôn á. Đó. Trời thấy con cua này là quá ngon. Được tí em gặp em. Cột chí thịt nha nè. Đó. Đây nha anh em, mình chuẩn bị ăn thịt nha anh.
Đồ ăn ngon. Lọc cái mai lọc cua có được cái nóng. Dài ngọt. Dài không? Thịt dài không? Dài. Này nhức nách luôn. Ngon giống là cua mà mình bắt tự nhiên rất ngon nè em. Ăn cảm giác ngọt, ăn tới đâu là ngọt đấy à. Chảy trong miệng luôn. Nó to thèm à. Nó to thèm. Đây gạch đây. Đó, mình nếm thử chút rồi. Đây này gạch này, gạch này anh em à. Gạch thấy không ạ? Vàng hiền, vàng khì luôn. Chấm thử rồi. Trời ơi, nó béo. Coi nè, chín trong miếng là nó béo tung ngậy luôn á. Bồ, béo không thịt mỡ luôn á. Được, má cái này nào nhức nách cho anh em. Đây, đưa cho anh em thử gạch đi. Cho đưa anh em thử đi. Ừ, nắm cục gạch không? Nó béo, nhức nách luôn. Đó, đây anh em, đây là gạch cua nè. Cua cái á. Đó, gạch nè anh em. Đồ dứt đi, dứt cài. Này không sao. Ủa con đi đeo xe mạnh không? Chạy lắc ngon anh em, chạy nó béo quá. Ừ. Béo ngày luôn á. Béo, gơ gớm. Béo mà gơ gớm mới chịu, chứ còn mình béo không gơ gớm không chưa chịu. Béo gơ gớm luôn á. Quá lẹ à hả? Ừ. Đây gạch này anh em. Gạch này, gạch chiệt khi luôn á. Cảm ơn anh. Ăn gạch này là bị bổ lắm nha anh em. Con cua là ngon nhất là cái gạch. Nhiều người người ta không biết ăn gạch là không được nha anh em. Cua là phải cái gạch. Cua cá thịt nhiều. Cua được thì không có thịt. Rồi mang giống một mình ôm viên cua đợt đi. Dứt viên cua đợt. Cái kèm giữ giống. Đấy viên cua đấy. Đừng có nói ông gì vậy, ngon chứ. Ngon cua đợt to quá đây mẹ. Ngon nó thử. Ngon quá bài luôn. Y bài. Mấy lần đầu được anh. Có mà là lần trước luôn á. Lần đầu thấy giống ăn đồ khi thôi vậy. Quá ngon không anh em. Đấy đây là mình chặt một trái dưa chim này đó. Mình hấp dưa chim nha anh em đó. Dưa thật tiếu luôn á. Hấp tôm luôn á. Chọc đây ăn cái miếng còn lại này. Miếng tép dưa này. Đó đây nha anh em. Đó mình bỏ dưa lên này đấy. Đó. Đó đỡ nó hả? Đỡ nó nóng mà. Đấy cái đấy đỡ từ từ đã. Từ đấy làm sao vậy? Đó, giờ đây mình hấp lại. Đây là tôm nướng dưới đây đây nướng thử con chút. Đấy là tôm nướng dưới đây. Chào anh em bố. Chào anh em. Chào anh em. Phụ kiện đây là phụ kiện kèm theo. Môn chính là dừa mà môn phụ là cơm. Là nướng tôm. Đấy. Đây. Đây là tôm sau khi nướng anh bốn ăn thuận thức tôm bắt từ hồ sang anh bốn tôm giống mà dứt luôn chưa là không ăn tôm giống mới ngon vô không có giống dứt gì nữa đâu tôm giống má chuẩn bị đĩa rồi dứt thường cảm giác sao ngon không đẹp không quá đẹp không được quá sâu không anh em chưa sâu chưa coi sâu chưa chưa sâu đầu nướng trước đi. Nướng cho bỏ đây nè. Không mày nướng tao nguy hiểm đó. Ồ giống chào anh em giống. Giống chào anh em ơi. Chào anh em chứ nói sao lên. Chào tất cả anh em ơi. Và đây là Trịnh Tôm, sinh nhật mình. Sư tử đế. Sư tử đế vừa tròn 30 tuổi. Sinh nhật quán bên này. Chạy trở lại. Kêu mấy mình tới. Đây nha anh em. Đồ bây giờ anh em mình nướng trước. Ê nướng giờ tôi ra cho tôi con như mấy ông đồ mấy ông giúp quá đi. Chờ cái món mà tôm luộc với dây dưa lâu quá anh em. Dưa xiêm mình đầu tư cho dưa xiêm 12 ke đây. Chắc 22 ke của tôi đây mà chưa được ăn đây. Dưa xiêm 1 mít à. Lâu quá lâu đây. 20 ke mà la. Ke đi. À mười mấy ke chứ. Chú ơi, xuống đẹp mai rồi chứ. Đổ tổ. Lâu vô rồi. Lâu chào hết anh em nhanh. Đó, nãy giờ mặt bận quay phim bé. Đây là cái mặt thang quay này đấy. Giữ rung lại đấy. Hôm nay là anh em ta là tổ chức cái sự kiện sinh nhật mình. Sinh nhật mình. Sư tử đá. Sinh nhật sư tử đá mình làm gì vậy đâu. Để mà gọi anh em coi chơi không. Đây là ở miền quê đấy không. Anh em ta cứ đêm nào cũng dịp tôi. Đêm nào ăn nhậu á. Ăn cua dưa với tôm mà. Mà cái thứ đây nè. Thứ là chua vợ đây. Quay mạng giống đây. Đêm nào ăn cua dưa tôm. Giống là. Đồ bò. Giống đồ bò. Đây là.
Dạ. Anh chụp. Anh em nào mà có em nào mà cô mẹ lấy sức chế lại lò môi gì đấy. Giới thiệu cho giống một em. Giới thiệu cho đồ bò. Giống đồ bò. Được hiểu. Nên là bò, nhưng mà bò khó đồ lắm anh em ơi. Biểu bụng mày chặt đi. Đã chạy bò hay chạy quá. Đồ tao nó xảy ra mày. Bên đồ em ơi. Bên đây là ông Quân. Bên. Đó, bên là chưa vợ. Chưa vợ. Nhưng mà trong này anh đây là chưa vợ. Mình là một đầu đầu vợ rồi. Sao đầu vợ? Nó thì ớ luôn á. Luôn. Bên nhà em bên là được cái là vui tính nhưng mà không biết nói chuyện cười đâu à. Mình là buồn vui nhưng vô tôm luôn nha anh em. Đâu vô tôm đi. Nước sôi nha anh em. Đó, vô tôm. Đó. Nhúng tôm mà đây cái món này là cái món rất là ngon. Từ vô tôm mới đậy nắp vô. Vô cho anh trai che luôn hả? Vô trong luôn. À, cái món này là anh bảo đảm là anh là chung cả đêm luôn á. Anh là lên nhỏ. Tấu đi rồi là sợ bánh nghe chưa, bánh bay nghe chưa. Tấu đi, đặc biệt ha, giống nè. Giống thì bao nhiêu là mấy mùa lúa đâu. Tấu đi, coi lên nhỏ không giống. Được, tấu đi lên nhỏ giống. Ê, uống mày nôn như. Cái con tôm này bác đó anh. Này bác á. Con này ngon nhất á. Buồn bác hai con mày giống là giật cái bao này anh đỡ. Toàn con mẹ đó. Ồ tôm nó nhiều chào bác cũng được vậy. Nếu mà có con cá trâu thì bác vừa ấy chưa? Bác con cá trâu to to bằng cổ tay này. Mà bác không được, rồi luôn biết bác được. Cái này là cứ con nào mà chín là mình dứt ra mình dứt. Đầu y bài. Đó, trong thời gian chờ đợi nó chín này. Đó. Bây giờ mình nướng nha anh em. Sau cái muôn dưa là muôn nướng. Dưa, nướng như ăn là mày đủ đô lận. Đồ á anh em ăn quá ngon hả ông giống. Cái món tôm nướng này là ăn là đúng bài luôn á. Nhức nách luôn á, ăn món này là biết chân nào ớn không. 8 ký ăn cũng hết chứ được rồi 1 ký. Đó, quá đã. Mày ngủ mì này không lấy cho cháu được cua ngon hơn. Cháu nó cho cua còn ngon. Đấy hồi nãy bà Biêu lấy gạo không chịu lấy. Cua cháu. Thì mình lấy mình nấu. Giờ anh em thưởng cho tôm. Đây anh em. Dưa. Còn cái món tôm món này là hơi lâu tại cái trái dưa nó hơi lâu chín á. Mình chờ tới phút cuối mình ăn được. Đây nha anh em. À, cái món này giờ mày xong nha anh em. Nãy giờ rất là lâu đấy. Cái này phải mất 1 tiếng đồng hồ anh em tôi mới nướng xong nha anh em. Đấy nó kêu nhọc ké. Đó rồi giờ chín rồi ạ. Giờ anh em ăn thử đi. Đâu. Đây giờ đỡ cho giống thử trước nè. Lớn tuổi. Đó, thử thưởng thức từ hồi phụ đạo. Rồi giúp thử nó sao. Chấm thử sao. Ngon nhất nách. Quá đẹp. Thấy là cái mùi nó sao. Ngọt không? Được. Béo. Cái này là gì? Có nước dừa, nước dừa ngọt, dừa béo. Cọng dừa. Cọng dừa đi. Rồi tiếp tới là sọc thử nha anh em. Đấy. Sọc gớm luôn cho bài thương nè. Đấy. Mình bỏ cái đâu nha anh em. Bỏ đeo đúng, bỏ đeo vậy. Bỏ đeo. Đấy, phải lọt bài bạc. Tiếp bỏ nữa. Mình bỏ giỏi nha anh em. Bỏ giỏi. Giống nó hổi gì bỏ gì vậy. Nó xây quá nhiều lúc. Đây anh em. Tôm nãy giờ bắt được anh em à. Cô bọc khối luôn anh em. Ừ. Đóng. Tôm rồi, tôm nãy rồi. Tôm này dứt đi. Sao cảm giác sao? Chưa mất chưa lên ngọt. Thì sao sụp? Sao sụp anh thử cảm giác sao? Ngọt anh em à. Chờ mình có cái nước dừa ấy thấm vô trong con tôm anh em. Đang ngọt. Ngon lắm. Ngon rồi. Ngọt từ cái này mà chỉ có người ăn mới thưởng thức chứ còn nói là chắc không diễn tả được bằng lời đúng không anh em? Nhưng mà các anh em nếu mà muốn thử tôm nấu nước dừa nè mà rất thử như thế nào chứ giờ nếu mà mình nói vậy anh em thật thử đây chính là nhiều nước đây giúp đi để không sao vậy đồ quá nhức nát đâu vậy tôi cũng phải thử con vậy anh em tôi sẽ thử một con cho anh em xem thử nó sao nhân mùi vị thế nào đấy đó rồi đây nha anh em tôi bóc ra từ lò luôn á
Đó, giờ mình thử nó nơi sao. Nhiều lắm rồi. Trời, nhắm nhắm. Này, cứ nhắm đi, nhắm đi. Anh em cứ nhắm đi. Được không? Đó. Đi trầm câu lên nè. Nó chưa được nhau cơm. Đúng không? Thế thì như hồn sơ quá tôm rồi. Thôi là tôm tư. Đúng là ngon. Công nhận luộc với nước dừa là khác nha anh em. Em ngọt đúng không? Đúng, bình thường mình nếu mình hấp tôm á hay hấp nước á, thì cái mùi vị nó khác. Mà ăn chung với nước dừa nó ra một cái mùi gọi là rất là ngọt. Ngọt như dừa. Cái nước này chúc anh em mình hấp thử cho anh em. Ngon quá, tụi làm ngon nữa. Cái này anh em nào mà chưa ăn thì làm thử cho anh em. Rất là ngon. Thì giờ mình dẫn tẻ giờ nói vậy ngủ luôn rồi. Ăn mình nói đi. Cảm giác tưởng tượng nó không nghe được cái khi quỳ ngon lắm luôn. Tôm là phải dày là mới ngon, chứ con luộc bình thường là không ngon. Như nhưng nẻ nứa nó cũng ngon nhưng mà nó không bằng dày. Nhưng mà quá đã. Nhưng mà với điều kiện mà luộc cái nước dừa đây này. Đúng rồi, em có ngỡ mày. Đúng dừa à? Đẹp quá. Dừa mà ngon. Quá tôm luôn rồi anh em. Đó, đó đêm nay anh em làm video này gửi đến anh em xem chơi đúng không? Thì giờ thôi anh em tôi cũng tới đây là cũng hết kết thúc chương trình rồi. Làm được chưa? Làm chưa? Thương thức. Thì mình trước mắt hay là anh em mình có một cái kỷ niệm rồi gửi đến anh em nào ý là câu quên ở xa quê hương á hay là cùng quê hương có chưa có dịp ăn cái món này thì giờ bây giờ ăn không đó mình thưởng thức. Rồi giờ chào tất cả anh em nha, rồi hẹn anh em ở một ngày gần tới. Nếu mà mỗi ngày rảnh thì tôi sẽ làm video cho anh em xem. Anh em xem video là nhớ like và share video nha anh em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em rồi nha. Rồi chào tạm biệt anh em á. Đấy, thấy giờ anh hai nói chuyện Tân Bình này. Mới với đồ mẹ. Mới với mà giống mà lấy ly tạc mình đây. Lý do đâu? Ông nói đúng lý do rồi, sao mới tạc mặt nó? Uống rượu tạc mặt. Sao tạc mặt anh hai của con sụp. Rồi giờ nó mất dậy. Mất dậy. Nói sao mất dậy? Nói sao? Nói đi bọn chị. Nói gì mất dậy? Đồ mẹ. Nói ra thôi sao mất dậy? Hả? Nếu mà ông nói đúng cái này thì là ông nói đúng ấy thì thôi là còn nói sai là đồ mẹ bình là kênh á. Bình là kênh á. Xin lỗi. Ai? Ý là mày nói gì thuộc là... Ai nói câu đó? Im. Mày nói là... Nếu mày nói đúng thì nói sai thì chọn mày luôn á. Im. Mày nói lại. Để cho giống nói. Thằng Bình nói là lên Ba Láng 4 triệu. Là... Nó silicon luôn. Thằng Bình là nó dán silicon thì dứt chỗ luôn hả? Đúng luôn. Anh hai dứt heo luôn. Chân đẩu nó nói... Nó nói tao là nó theo nó. Đây là mẹ Trung Quốc ở phía dây đầu nè. Không, ý là cái chỗ con mẹ mà mới tặng ly rượu. Lấy tạc mặt bên nè. Kêu con mẹ tao chứ tạc chứ. Cái gì nói gì với con mẹ không? Kêu không? Chó kêu không bên. Vậy là có giữ không tạc mặt trong đầu tạc cái con nóng á. Tôi có tay mày không? Đéo quá. Cái bên đồ mấy mình nó đang giống mình nếu mà. Đâu thưa tao là mẹ nói mình nó đang giống nhà Bình. Nói lại câu đi. Mẹ nói tao giống nóng rồi. Cầm đi rượu đưa cho bạn giống xin lỗi bạn làm đi. Xin lỗi bạn làm đi nè. Xin lỗi bạn. Tạm thôi chấp nhận. Lấy đâu dứt. Tạm thôi là dứt. Dứt vậy được á. Đủ mẹ dứt đi. Rồi vô đi bài. Đấy. Đây. Đây. Coi đây là trứng nè. Sụp đồng trứng nè.
đủ miệng anh lấy anh lỗi ờ tạc lấy đồ tạc mẹ anh hai đúng nhiều ai tạc mẹ anh hai vậy mời giống lấy cái hả mời chụp tay cái giận mày giống ấy là tại cái anh hai cũng sụt lăng bên kia là dương giống với tạ lỗi với sụt là một ly đúng đâu dầu sụt uống ly dương giống là giống tạ lỗi không đâu. Đây là mình làm chứng làm chứng trong tay không phải làm chứng mà cũng bị phạt thuấn mình làm chứng nói chung là cái mẹ nhổ quốc là phép thôi vậy đó em đi giờ mẹ nó thấm thôi thấm phéo như nào giờ là lâu rồi đảo lâu rồi giờ là lâu rồi giết giống một lít nữa vả đâu có đưa cho giống chưa đưa cho giống nó mời nó đúng nó xin lỗi chưa mờ là anh Bình xin lỗi anh Bình ý là uống không đưa anh Bình đúng không hồ Cầm Bình tập của mình đấy bình uống chấp nhận rồi, chấp nhận cái lời phim uống ngã ngựa mời cho anh làm phim chưa anh đưa lấy đây nha anh em nãy giờ mình là nhà quay phim mà không quay cái băng đồ mà nãy giờ mấy anh em nói thì chấp nhận cái lời xin lỗi của ông giống đến Bình thấy không thì chậu mình cũng là cũng ban tổ chức uống một ly không đỡ mà cáo lỗi cái sự mà dài khờ của ông giống không chốt dài lỡ quýnh mà lỡ tạc mạng Bình lỡ tạc Bình thì thôi giờ mình cũng thấy mặt ban tổ chức thấy không xin gửi đến lời chị ân xin lỗi anh Bình không đâu dứt ly đồng miên chị bất với cái gì đâu nói chung lỗi gì sao sao không đây lỗi là lỗi tại nha anh em tại rồi anh em tại men cho quá mày phá hư gì đâu tất cả là tại nó rồi, đó mà các anh em xem video thông cảm do tại vì men Trung Quốc nó phá quá phá chịu không nổ anh em nào mà ấy là giảm lại nha cái này là không tốt nha anh em uống dây ngựa thôi dây ngựa vui thôi dây ngựa uống hơi quá rồi nên Trung men Trung Quốc nó phá dây đầu quá chịu không nổ uống cho sao uống hết đi nhở dừng lại đâu có rượu tan cũng uống được chứ đâu uống nói chung anh đây thì giải thích cái chỗ mà hai em cũng do bên Trung Quốc giờ mấy em vô mà giờ nó phá hại chỗ về tình cảm anh em đi em đấy cũng gì rồi nó phá hội à cũng chơi Trung Quốc à Trung Quốc giờ nói chung cũng cáo lỗi em cáo lỗi làm cái này đấy tất cả là tại Trung Quốc không phải hư dây đâu để không quá để Trung Quốc cũng để chứ tôi không hiểu quá để cho anh em đó anh em mình vui chấn rồi anh